Cửa hàng bên em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cửa hàng bên em lên video giới thiệu cho bác 8 cây máy cưa xích hàng Nhật bãi. Đó, lúc này em đã rửa dọn ngon lành hết rồi bác nhé. Về được trùng thôi, mã chữ D. Thì đầu tiên có Makita này, Shingu, tay dài tay cụt Hida, con này là Ryobi này, tay cụt Goren, tay dài Goren. Hàng trên thì có con tay dài siêu VIP Echo 362 Komatsu Shinawa hệ nòng 5. Đầu tiên bác nào mà xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo hoặc là 0862 567 746 bác nhé. Xem liên kết sử dụng của Zalo, bên em thì bác ship hàng toàn quốc nên bác được kiểm tra hàng, kết hàng thoải mái. Bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này, có 3 món theo kèm. Trước khi gửi xem đã kiểm tra lần nữa cho bác nhé. Bác đến nơi bác chuẩn bị cho em ít xăng ít nhớt đó, thì bên bưu điện không cho gửi thì rất là dễ cháy nổ. Đầu tiên cây D1 trước bác nhé, thì em muốn giới thiệu bác là một cây hàng của Makita. Mã con này là Makita MDE400, con này công suất là 40cc, nòng 40 ly, dòng hệ cắt tầm trung. Đó, con này là hệ nòng lớn bác nhá. Cái này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích trung 91, lam Makita lam zin theo máy luôn. Con này thắng trước hoạt động bình thường. Cái này trọng lượng của dòng Makita cái này chơi vào tầm 5 kg, máy thích hợp và bơm sang phụ này. Đó, tem mác thông số đầy đủ bác nhá. Đó, Made in Germany. Con này là hàng của Đức. Đó, ốc áng zin từng con ốc nguồn các bác này, hàng nguyên zin nguyên bản, ốc áng hoa thị chống vét. Cái dòng này bác đi cắt gỗ banh con này tầm 45 50. Đó, Makita chạy thì cực kỳ lợi xăng. Cái này được trang bị là lốc nhôm bác nhé, lốc nhôm, hàm rồng, bồ đèn nhám. Đó, một cái hàng siêu VIP, bác nào mà đi cắt thuê, cắt mướn hoặc đi cắt phân đoạn, Makita con này sử dụng tua rất là cao, bác cắt được cả ngày luôn các bác nhé, chạy thì cực kỳ lợi xăng. Đó, nhạy nổ. Cây này giá là 1.800.000, bao ship, test của bác nghe từng máy các bác nhé, rất là chạy nổ luôn. Bên em thì thử máy không đổ nhớt các bác nhá, vì rất là dơ nền bẩn máy, nhưng mà bác yên tâm là chiếc khư rồi thì bên em sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Đó, nên bác cứ yên tâm. Cây D1 giá là 1.800.000, bao ship toàn quốc. Tiếp theo cây số 2 thì em cây hàng của dòng Shingu. Mã này là Mazu Zangma 3400, con này công suất là 34cc, lòng 38 ly, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 25. Lam tản nhiệt của Mazu Zangma bác nhá, hai ốc giữ lam. Cái này thì thắng trước hoạt động bình thường. Dòng Mazu này tua nó cực kỳ là cao luôn. Đó, trọng lượng của em này rơi vào tầm 5 kg. Máy thì tích hợp là van xả áp. Đó, trục giật trợ lực này. Mỗi lần giật ấy, các bác bơm ấn vào đây thì giúp cái độ nhảy nổ bác sẽ cao hơn các bác nhé. Cái này là hàng nguyên bản dành bác đi cắt củi gia đình, cắt thuê, cắt mướn, đi cắt gỗ tầm trung. Được trang bị lốc nhôm và bồ đèn nhám. Đó, xích còn rất là dày các bác nhé. Các bác yên tâm về sợi xích này. Trên khi gửi thì em sẽ giữ cho bác. Dòng này bác đi cắt gỗ ngày tầm 4-5-50, tua cao, nhạy nổ. Đó, tem mác thông số đầy đủ hết cho bác nhé, 315cc. Trọng lượng nếu mà cả làm xích sáng nhớt thì tầm 5 kg thôi. Tua cao bác cắt được công việc trong thời gian dài. Đó, cây D2 giá là 2 triệu, bao ship. Đó, mà dù dòng ma test của bác nghe từng máy này. Cái dòng này rất là nhạy nổ luôn. Đấy, các bác nhìn này. Lớn tuổi trong khảo cây D2, giá cây này là 2 triệu, bao ship. Tiếp theo cây số 3 thì một cái hàng của tay cụt, con này là tay cụt Ryobi, mã con này là ES3035. Đó, con này công suất là 33cc, tem mác thông số thì đầy đủ với bác nhé, Made in Japan. Con này màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, hệ tay cụt nhẹ nhàng, trọng lượng rơi vào khoảng 4 kg, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích chung 91, hai ốc giữ lam. Dòng tay cụt này thì chú bác cắt leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao.
Dòng tay cụt bác cầm một tay hay là hai tay đều rất là nhẹ nhàng. Máy thì tích hợp là bơm xăng phụ này. Mỗi lần đổ xăng thì bác nhớ bơm này lên các bác nhé. Cái này thì thắng tiếp hoạt động bình thường. Đó, rất là an toàn khi bác leo trèo tỉa cành. Màu đen nhám này, đen trắng luôn các bác nhé. Nghe tua này cực kỳ là cao. Đó, nghe tiếng tua kiểu giống dòng Echo tay cụt ấy. Đó, đẹp luôn các bác này, màu vàng xuất sắc. Đó, cây này có được trang bị là tăng xích luôn trên lam đây các bác đây. Đó, bắt phủ gia đình, tránh chị em phụ nữ sử dụng. Đó, rồi cây D3 giá là 2.200.000 bao ship dòng tay cụt Ryobi. Rất nổi bác nghe từng máy các bác nhé. Rất là nhảy nổ luôn. Thắng các bác nhé. Cắt leo trèo tỉa cành làm những công việc ở trên cao các bác nhé. 2.2 bao ship. Tiếp theo cây số 4 thì một cây hàng của tay dài. Con này là tay dài Kyrgyz Grand. Con này thì mã của nó là GC34. Con này công suất là 34cc. Làm con này cực kỳ là dài, làm zin theo máy, làm 45 mặt cắt 40, xích là chạy xích chung 91. Sợi xích chung này là rơi vào 28 mắt các bác nhé. Đó, làm Kyrgyz Grand hai ốc chữ lam. Cây này thì thắng hoạt động bình thường. Dòng tay dài này thì các bác sẽ hợp lý hơn khi bác đắp dưới đất. Nó nói chung các bác trên, cắt trên cạo cũng rất là hợp lý hơn. Em thấy các bác anh chị em phụ nữ sử dụng dòng này rất là nhiều. Đó, hệ tay dài trọng lượng 4kg, hàng full chức năng các bác nhé. Đó, bơm thằng phụ này thắng được hoạt động bình thường. Cái đời tay dài này lam rất là dài luôn. Đó, bác nào mà muốn cần con cưa tay dài mà lam lại dài hơn các bác nhé. Làm mật cắt là 40. Đó, bác cắt cụ bánh con này tầm 35-40. Cắt củi gia đình, cắt củi nấu rượu, rất là dễ vận hành khi bác giật nổ. Đời này thì bác cứ kéo nhẹ nổ thôi. Có cắt được công việc gọi là cắt củi nấu rượu, cắt tỉa cành, tỉa quế. Đó, dòng Grand này cắt thì cực kỳ là bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên liệu. Bác nào mà đang cắt công trình các thứ, cắt trong nhà kính cần con máy êm thì bác tham khảo cây D4 này. Chạy thì cực kỳ lợi xăng bác nhé, bản tay dài. Cái này giá là 2.200.000 bao ship. Tết của bác nghe từ mấy bác này. D4 giá là 2.200.000 bao ship, hệ tay dài Grand GC34. Tiếp theo phía hàng trên, cây số 5 kiếm cây hàng của Echo các bác nhé. Con này là Echo tay dài siêu vip luôn. Con này mã của nó là CS3000. Con này công suất là 30cc, hàng đẹp xuất sắc như mới luôn các bác nhé. Hệ tay dài con này được trang bị lam Latin, lam 40 mặt cắt 35, xích là chạy xích chân 25. Các bác nhìn đầu lam Latin của Echo này, đó như mới luôn các bác nhé. Xích này sẽ xích zin theo máy. Bác nhìn này, mắt xích còn dày, được tầm 95% nữa, đó, xích như chưa sai. Máy thì thích hợp là bơm xăng phụ này. Cái này thì dòng Echo sử dụng rất là bền. Hệ tay dài, bác nào cần con này siêu giúp bác nhé. Con này liền lạc và đẹp tầm trên 90%. Đó, tem mác thục số chi đều máy có đầy đủ luôn, 3.3kg. Nếu mà cả lắp cả lam xích sang nhớt, cái này rơi vào tầm 4kg bác nhé. Rất là nhẹ nhàng cho bác di chuyển này, cắt leo trèo tỉa cành, cắt củi nấu rượu. Dòng này thì tua rất là cao, Echo máy bền này, bác nào cắt tầm 2-3 tiếng ngày hoặc là cắt liên tục trong thời gian dài bác nhé, không ngừng nghỉ thì bác tham khảo Echo, sử dụng bền, tiết kiệm nguyên liệu. Đó, phía trước là lắp nhớt đổ xăng này, lắp nhớt nuôi lam bác đổ phía sau bác nhé. Đó, các bác tránh trường hợp bác đổ nhầm. Rồi, cây D5 giá là 2.500.000. Đó, hàng nguyên dinh nguyên bản của đời Echo tay dài. Test nổ bác nghe từng máy các bác này. Yeah.
300.000 bao ship, một cây siêu phẩm hiện tay dài làm là tinh đó, đẹp xuất sắc từ mới luôn các bác nhá. Trong cây số 6 là cái hàng của Echo. Con này Echo hệ đời công suất lớn hơn, hệ cắt tầm trung. Mã con này là 362, con này công suất là 36cc. Được trang này được trang bị lam bản dài mặt cấp là 35 lam 40, xích này chạy xích chân 325. Con này là lam lối trợ lực các bác nhá. Đó, của Echo. Lam chi nào máy 2 ống chức năng. Đó, tem mát thông số CS3362 with in Japan. Echo công ty đẹp bác nhìn này. Dòng này là hệ nồi đồng cối đá rất là bền, bác nào mà đi cắt thuê cắt mướn gỗ banh này tầm 101-102, bác nào mà làm những công việc trong thời gian dài cắt liên tục 11-12 tiếng ngày cắt không ngừng nghỉ, bác em cảm thấy D6 bác nhé, rất là bền. Máy càng cắt nó nóng lên nó rất là nhạy nổ luôn. Cái này tăng chỉnh nhớt bằng tay, nếu mà bác cảm thấy lượng nhớt của xích ra ít quá hay nhiều quá bác chỉnh ở phía trên này các bác nhé. Trọng lượng cái này rơi vào khoảng tầm 5,2 kg, đó cắt tầm 101-102, cắt liên tục trong thời gian dài, máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Đó, phía trước bác nhé, con này được trang bị hàm rồng hàm trước đủ nguyên này, đó bác nhìn lam nối trợ lực, đó hàm rồng hàm trước đầy đủ với bác nhé, ký hiệu xăng nhớt đây đầy đủ luôn, đó chắn chiếc, đó hàng nguyên bản, cái này rất là đẹp. Echo sử dụng rất là bền, thì anh em mình đây, cái này giá là 2.700.000 bao ship, test của bác nghe từng máy này, hơi hám cực kỳ là căng luôn các bác nhé. Thích luôn, 2.700.000 bao ship. Tiếp theo cây số 7 thì một cái hàng của Komatsu. Mã con này là G3005 Eret, con này công suất là 35cc, 35,3cc bác nhá. Đây, em mã thông số thì đủ luôn, 4,1 kg. Đó, làm xích trắng nhất dày tầm 5 kg bác nhá. Làm bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 25. Làm brand watt Komatsu, làm zin thảo mạnh. Đó, hai ốc tự lam. Đó, Eret, bạn Eret, cái đời này thì chúng mình đi cắt công trình, cắt trong nhà kính. Bác nào nhu cầu mua con máy êm thì bác tham khảo cái này các bác nhé. Đây được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Cái bô này nếu mà bác ga lên tầm 3, tầm 5-6 mét các bác nhé. Nếu mà để ga đi thì không nghe tiếng máy luôn. Ga lên tầm chục mét, cây này thì tháng tiếp hoạt động bình thường. Giảm giật, giảm rung lò xo, trục giật trợ lực lớn này. Bác nào có tuổi thì tham khảo cây này. Máy thì cái bơm thang phụ này, le gió tự động. Bác đi cắt gỗ tầm trung, cắt thuê, cắt mướn. Gỗ anh này tầm 101-102. Nghe này êm mà nó vào tải tua cao bác nhá. Đó, ngang dọc Shinowa. Nhưng mà nó được trang bị là bô giảm thanh, nó cải tiến hơn một chút. Giảm giật, giảm rung lò xo. Mỗi lần ga lên nó chỉ rung ở phía dưới này thôi các bác nhá. Đó, cái tay cầm nó không bị rung, tránh tình trạng các bác bị mỏi luôn. Đó, Komatsu, một cái hàng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn các bác nhá. Đó, lắp xăng lắp nhớt này. Đó, lắp to bạn ý, lắp to, lắp xăng, bé lắp nhớt. Đó, Komatsu, cái này giá là 3.000.000 bao ship. Đó, bạn G3005. Đó, cùng tem mác thông số đầy đủ hết bác nhá. G3005 này, đó, tem thông số ri của nó 633963. Đó, số rất là đẹp, made in Japan. Cái này giá 3.000.000, test nổ bác nghe từng máy này. Cái đời này thì bác cứ kéo nhẹ lên nên là nổ thôi, cái độ nhiệt nổ nó rất là cao. Bác nhìn phong thiết kế, bác thủ quyết rồi bác nhé. Cây số 7 giá là 3.000.000 bao ship. Cây cuối cùng ngày hôm nay thì em muốn cho bác làm một cây là của Shinowa, hệ nồi đồng cối đá. Cây này mã nó là E405AV. Con này công suất là 40cc. Hệ cắt bác cắt chuyên nghiệp, bác người cắt lớn anh cắt phân đoạn. Cây này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 40-45, xích là chạy xích chân 325. Đầu lam Latin của Shinowa bác nhé, làm zin theo máy. Bác nào mà đang làm những công việc gọi là trong thời gian dài, cắt tầm liên tục tầm 13-14 tiếng một ngày các bác nhé, cắt không ngừng nghỉ, bác tham khảo cái thằng Shinowa này.
thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản. Bên này thì trọng lượng của máy nó rơi vào khoảng tầm 5,3-5,4 kg bác nhá. Dòng này thì anh em miền Tây chuyên sử dụng dòng này. Tất cả ốp áng này, ốp biếc, ốp lam đều bằng hợp kim nhôm. Đó, rất là bền. Đấy, cây này thì được trang bị là hai ốc chữ lam. Cây này thì thắng tiếc hoạt động bình thường. Con này rất là bền luôn các bác nhá. Cắt được liên tục trong thời gian dài. Cắt thuê cắt mướn của các bác người tầm 100-120. Cái này lốc liếc rất là đẹp luôn các bác này. Dòng này thì hệ anh em miền Tây chuyên sử dụng dòng Shinowa này các bác nhé. Vì nó rất là bền, cái nòng nằm tua cao nhảy nổ luôn, các bác nhìn nam Latin này. Còn dưới keng luôn. Đó, cây này thì cắt gọi là không ngừng nghỉ luôn các bác nhé. Rất là VIP Shinowa. Hệ anh em miền Tây, hàng full chức năng, nhảy nổ, cái đề tạm giá là 3.400.000 bao ship các bác nhé. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy các bác này. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số là 0862 567 746 bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.